Rộng đâu, ao này chưa được một sào mà. Mr. Phúc hái dừa đúng không? Ừ, Hoàng Phúc hái dừa. Đây, Mr. Phúc đây, hái dừa đây. Tưởng đâu anh chiều tay. Già nó vẫn có nước mà. Lấy con dao xuống anh chặt một cái cả chùm. Người quả bứng về được rồi. Làm gì lắm. Ủa, uống dừa như uống nước nhỉ. Đúng rồi, mình bón đường ấy giống như bón phân ấy. Bỏ đường, bỏ thêm chút muối. Nước nó mới ngọt. Chín già rồi chứ. Lấy nước cũng ngọt mà. Đúng một xe rùa luôn. Này sao ôm hết? Mỗi ngày ôm được hai quả. Nó tròn nó ngủ ấy. Chúng ta rửa không hết. Anh nhặt cái áo đâu. Rồi xong hết rồi. Không chưa. Khó lắm mà cái dừa nó khó chở. Dừa nó to. Đây cái đó đây này.